này phải ấp xuống để cho nó ra nước, biết không? Thấy Evan nó giỏi không? Mày cứ ngồi đó mày coi cái TV vậy. Thấy Evan nó giỏi không nào? He my favorite boy now. Thấy không? Con giờ không biết làm ở này không em mày? My 7 years old boy. Yeah, Evan. When I was 7, my mom told me to wash dishes. May I do something on my hand?